năm thực phẩm mẹ bầu ăn vào buổi tối nuôi thai nhi lớn nhanh như thổi. Đây là danh sách những thực phẩm tốt cho thai nhi mà mẹ bầu nên ăn vào buổi tối. Thứ nhất, sữa nóng. Sữa nóng cung cấp canxi, vitamin D, chất béo và protein và những dưỡng chất tối quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Sữa còn có một thành phần giúp mẹ ngủ ngon và sâu giấc, đó là tryptophan. Thứ hai, hoa quả. Hoa quả là đồ ăn đêm tuyệt vời của bà bầu. Đây là thực phẩm chứa nhiều vitamin, chất xơ và nước. Tuy nhiên, thành phần chất béo hầu như không tồn tại, trừ một số loại trái cây như dừa, bơ, nên đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ tim mạch và các cơ quan khác. Các loại hoa quả mà bà bầu nên ăn là cherry, nho xanh, thanh long, táo. Ngoài ra, bà bầu có thể sử dụng một loại trái cây khác để kiểm soát cơn đói hiệu quả là chuối loại trái cây đặc biệt này chứa ít chất béo nhưng có thể làm no nhanh ăn với số lượng vừa phải sẽ không khiến tích lũy mỡ thừa một số loại trái cây khác mà những người mang thai nên tránh là đu đủ xanh táo mèo dưa hấu ướp lạnh đào nhãn mặc dù đây là các loại hoa quả người bình thường có thể ăn thoải mái nhưng bà bầu nên hạn chế vì ăn nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi thứ ba rau củ luộc là một trong những món ăn phù hợp nhất rau củ luộc giúp người mang thai ăn vào bữa tối loại thực phẩm này chứa nhiều vitamin ít chất béo nên rất có lợi cho sức khỏe bên cạnh đó lượng chất sơ dồi dào từ rau xanh sẽ giúp bà bầu hạn chế nguy cơ bị trĩ khi thai nhi lớn dần một số loại rau củ đặc biệt tốt cho sự phát triển của thai nhi là súp lơ xanh, cà rốt, cải thìa, bông artiso. Khi luộc rau, mọi người chú ý thời gian luộc để rau củ không bị chín nhũn, mất đi chất dinh dưỡng. Thứ tư, phô mai. Phô mai cung cấp lượng chitophan gấp 4 lần so với sữa. Chính vì vậy, đây là lựa chọn tuyệt vời để các mẹ bầu nạp thêm năng lượng vào bữa tối, đồng thời cải thiện tình trạng ngủ không sâu giấc. Thứ năm, ngũ cốc. Đáp án đầu tiên cho câu hỏi bà bầu nên ăn gì vào buổi tối chính là ngũ cốc. Tất nhiên rồi, đây là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Ngũ cốc là nguồn dồi dào vitamin B, axit folic, sắt, carbon hydrate. Mẹ nên ăn những loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch hay những sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc nguyên hạt không chỉ giàu chất xơ mà còn giữ lại được các vitamin và khoáng chất nhiều hơn so với các loại ngũ cốc đã qua chế biến, xay sát kỹ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng tiếc like và comment khi xem video.